bác muốn xem lại đôi đấy thì bác có thể vào trong YouTube ấy, xong rồi bác gõ, bác viết tên cường điện lạnh ấy, bác vào, không thì bác liên hệ với em gửi cho bác cái đường link để bác vào bác xem lại ấy. Thì giờ đôi đấy nó đang ở bên dưới nên là em không bê lên được. Đấy, một đôi Yamaha NS500M. Loa kéo em không có. Đấy, một đôi này nó quá là đẹp luôn này, nghe càng nghe kiếc này. Gọi là nó có tí va chạm, nó xước xước cái tí lưới này. Đấy. Bát 30 các bác nhá, bát to bát khủng luôn. Cái của hơn 30 ấy. Yamaha NS500M. Đôi này bây giờ các bác cứ check giá, các bác cái bán đang bán giờ thấp nhất là nó là 8 củ, hơn 8 củ. Đấy. Đây là vừa về xong, hàng nguyên bãi luôn các bác nhá. Vừa về xong. Đấy. Yamaha NS500M. Đôi này nó đánh thì quá là uy lực rồi. Công suất của nó là 6 ohm. Max input của nó là 200W. Đây gọi là có tí sướt sướt của cái lưới các bác nhá. Đấy. Một đôi Yamaha quá uy lực luôn. NS500M. Made in Japan. Đấy. Đôi này chiều cao của nó là 68 phân. Chiều rộng của nó là 37 phân rưỡi, chiều sâu của nó là 32 phân. Đây thùng vách đây các bác nhá, vách chờ em tí em chỉnh lại cái này. Đồ này nguyên zin vừa bóc ra xong, bát 30 các bác. Yamaha NS500M. Các bác check giá thị trường thoải mái, giá thị trường bây giờ các bác đang bán là toàn hơn 8 củ luôn. Nhưng mà đến với bên em thì giá nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều cho các bác nhé. Mã này là mã 850 à? 850 để cho bác bao nhiêu nhỉ? Mã 850 nhá. Đôi Yamaha NS500M để cho bác với giá là 7 củ luôn. Đấy. Rẻ hơn so với lại ngoài thị trường các bác cái bán là hơn 1 củ luôn. Các bác chuyển khoản hết lại còn hỗ trợ bao phí ship cho các bác nữa. Đôi này thì nó quá uy lực rồi. Các bác xem like cho em xin một like, một follow. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh nhé. Để ưng được mã nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại giúp em. Một đôi Yamaha quá đẹp luôn. Ui.